Xin chào mừng cô chú anh chị quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng. Và hôm nay Dung sẽ cập nhật nhanh đến cô chú anh chị nha, báo giá tổng hợp tất cả những dòng xe đang có tại kho xe Toyota Tân Cảng nha. Hiện tại thì kho xe cũng đang có khá là nhiều mẫu xe hot mới về, đặc biệt là Innova nha cô chú anh chị. Xe rất là đẹp luôn, nên cô chú anh chị nào đang tìm xe thì đừng bỏ qua video này của Dung nha. Sẽ có rất là nhiều mẫu xe hot với giá cực kỳ tốt luôn. Và hiện tại thì kho xe bên Dung vẫn đang cần mua nha cô chú anh chị, đang rất là cần luôn. Mua xe đã qua sử dụng, tất cả các hãng Toyota, Kia, Hyundai, Honda gì mình Dung đều có thu nha. Xe từ đời thấp đến đời cao 20 mấy, 207, 208 thì cũng đều có mua hết. Cho nên cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mà mua bán nè, trao đổi xe, nhất là cần bán xe hoặc người thân mình có nhu cầu bán xe thì liên hệ giúp Dung để Dung định giá xe cũ miễn phí cho mình luôn. Và nếu được thì sẽ xuống tận nơi để thu xe, thanh toán một lần một để cô chú anh chị nhận được tiền ngay. Dung không có giữ tiền của khách hàng lại nha, không có trả lắt nhắt một hai lần gì hết. Một lần một ký tên là nhận tiền luôn và hỗ trợ tất cả mọi giấy tờ thủ tục nhanh chóng nhất để cô chú anh chị mình nhận được tiền gọn gàng nhất, và cam kết không phát sinh chi phí về sau nha, không có rắc rối gì về sau hết, mua đứt bán đoạn. Đặc biệt là cô chú anh chị nào đang có xe mà vay ngân hàng thì bên Dung sẽ tự đi xóa giải chấp luôn ha, mình không chỉ cần báo với ngân hàng mà tất toán thôi, còn lại giấy tờ về sau đó là bên Dung sẽ lo hết. Rất là tiện và rất là nhiều lợi ích khi mà cô chú anh chị giao dịch với hãng nha, cả mua và bán luôn. Bên Dung là chính hãng của Toyota Việt Nam, đại lý lớn nhất Đông Nam Á, kho xe luôn có nhiều xe và giá tốt, xe đẹp, thu vào thì cũng là giá cao nhất thị trường. Cho nên có nhu cầu thì nhớ liên hệ với Dung để Dung có thể hỗ trợ mình được nhanh chóng nhất nha. Còn bây giờ xin mời cô chú anh chị đánh giá qua kho xe đang có những mẫu xe hot nào và giá cả như thế nào, km ra sao nha. Xin mời. Đầu tiên là mẫu Innova E, mẫu xe cực kỳ hot luôn nha cô chú anh chị. Innova E số sàn, xe này đời 2020 và đặc biệt của cái xe này đó là xe 2020 đi 41.000 cây, 668 triệu biển số tỉnh. Đây, sẵn đây đang mở cái nắp capo nè, cho cô chú anh chị xem qua cái động cơ nè. À, mới về, hiện trạng mới về nha, chưa dọn, chưa làm gì hết. Keo chỉ là còn nguyên si, cam kết là động cơ hộp số nguyên zin nha cô chú anh chị. Xe màu bạc, màu này thì quá bền màu rồi, đi hoài nó không có quê. Và đặc biệt của cái xe này đó là nội thất đã lên y như là nội thất của xe bản G nha. Đây, cô chú anh chị mình xem qua một chút nè, đó. Táp lô nè, ghế là được ghế da rồi, ghế da hai màu ha, táp lô y chang bản G luôn nè. Ở đây cô chú anh chị xem táp bi nè, cửa, đó. Y chang cái phần nội thất là y chang cái bản G luôn nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Đây, mình xem qua cái nội thất phía sau nè, đó. Bọc trần, trải sàn ha, và đây có cái bệ này của bản G mới có ha, cái này là chủ lên y chang bản G số tự động luôn đó, rất là đáng giá cái phần nội thất này nha cô chú anh chị. Xe số sàn mà như là xe số tự động vậy. Nội thất nè, mâm vỏ nè, đúng chất xe, 41.000 thôi nha cô chú anh chị, 668 triệu, 2020 nha, form này 2020 form cũ đó. Mở cốp lên cô chú anh chị xem qua cái phần cốp nè, đó, keo chỉ cốp ha, rộng rãi thoải mái cực kỳ luôn. Đó, cái ghế này là mình vẫn ngã ra phía sau được nữa nha cô chú anh chị, cái ghế sau này nè, đó, băng sau ngồi ba người vẫn rất là thoải mái ha. Thật sự Innova E là nó đỉnh, Innova đã đỉnh lắm rồi, rất là rộng luôn đó. Cô chú anh chị xem qua cái keo chỉ cốp nè, đó, nguyên si hết nha. Hiện trạng mới về như thế nào thì bên Dung quay như vậy luôn. Phần gầm nè cô chú anh chị, đó, vỏ sơ cua vẫn còn ha. À, gầm rất là đẹp luôn. Đó. Xe này thì 668 triệu thôi, cực kỳ tiết kiệm mà có xe giao ngay nữa. Quá là xịn sò rồi, 2020. 41.000 cây ha. Không có vậy. Phía sau là mình có camera hành trình nè, cảm biến lùi. Quá đẹp. Đó, xe này còn đẹp lắm cô chú anh chị. Dán phim che mưa, chắn cửa đầy đủ hết rồi, và nội thất y chang bản G ha. Quá thoải mái rồi. Keo chỉ nguyên si, động cơ hộp số là nguyên zin luôn nha cô chú anh chị. 40.000 cây nè. Đó, 40.000 cây, lẻ ha, chưa đến 41.000 nữa. Bọc trần trải sàn, ghế da. Nội thất y chang bản G, cái ghế da này cô chú anh chị xem là như mới tinh nè. Đó, đúng cái chất xe luôn ha. Ở đây, theo mấy cái dấu son rồi là còn y tinh hết. Đó, 668 triệu thôi, quá tiết kiệm. Và có xe giao ngay nha, xe này bên Dung làm Maruguri là nữa là đẹp và có thể giao ngay cho mình được luôn ha.
xe mới bây giờ thì đặt xe thì mình không có kịp thuế, còn mình mua những dòng xe lướt như thế này vừa lợi về phụ kiện nè, vừa tiết kiệm chi phí lăn bánh và đặc biệt là có xe giao ngay không phải chờ đợi nha. Bên dùng cũng còn một chiếc 2020 y chang như vậy luôn. Chiếc đó là Innova E 2020 màu đồng, nhưng xin lỗi, xe đó là 2020 nhưng mà form mới của nhớ thì form 2021 á, 19.800 cây thì là 702 triệu ha, xe đó biển tỉnh luôn. Và một chiếc Innova E 2019 thì là nó y chang chiếc này nè, mà đời 2019, đi 65.000 cây, 615 triệu nha. Rồi, tiếp theo, đây là mẫu Vios mới vừa về hôm qua luôn nè cô chú anh chị. Xe này quá đặc biệt bởi vì chưa có một hạt sơn ngoài nào luôn nha. Nước sơn zin nguyên xe, không chưa dặm một cái gì hết, bởi vì xe này là 2020 mà đi mới có màu đỏ 2020, đi mới có 10.500 cây thôi. Giá bao nhiêu đang chào là 523 triệu nha cô chú anh chị. Quá đẹp cho một mẫu Innova Vios G là bản cao cấp nhất ha. Đó, nguyên zin. Cái xe này không khác gì xe mới hết của chú anh chị, 10.000 cây thôi, 10.500 cây, đó, màu đỏ, quá là đẹp luôn. Bản G là bản cao cấp nhất ha. Mình đã có đèn LED nè, đèn định vị ban ngày, rồi đèn gầm nữa, biển số tỉnh. Nếu mà vừa muốn tiết kiệm, vừa có xe giao ngay, thì đây là một mẫu xe rất rất là đáng để cô chú anh chị cân nhắc nếu như mà muốn lấy Innova Vios G nha. Đây, chén cửa nè, dán phim, che mưa ha. Bên trong có nội thất thì có ghế da đục lỗ màu kem theo xe. Tappy nè, cái phần này còn rất là mới luôn nha cô chú anh chị. Đó. Xe này mở ra còn cái mùi xe mới luôn, y như là xe, chỉ thiếu cái thùng thôi, thiếu cái hộp thôi là thành xe mới đó. Y chang không khác gì hết, mới về chưa dọn chưa làm gì hết nha cô chú anh chị. Nguyên xi hết. Đó, vỏ nè, còn y tinh nè. 10.500 cây thôi, đúng chuẩn auto luôn nha cô chú anh chị. Mới lấy về ngày hôm qua. Xe này thật sự rất là đẹp luôn, 523 triệu à, lăn bánh thì quá tiết kiệm so với xe mới rồi, mà nó không khác gì xe mới và có xe giao ngay. Tiếp theo đây là chiếc Innova E ha, cô chú anh chị, 2019 nha. Mẫu này bữa giờ được rất là nhiều cô chú anh chị tìm tầm đời này bởi vì giá hợp lý. Xe thì chất lượng nữa, 2019, 65.000 cây thì giá chỉ có 615 triệu thôi. Biển số tỉnh, xe màu bạc, à, phụ kiện cũng tươm tất hết rồi. Đó, 615 triệu thì mình có chiếc Innova số sàn ha. Xe này 8 chỗ, rộng rãi, bền mà đi tiết kiệm lắm. Chén cửa, dán phim, che mưa. Rồi, bên trong thì có tappy nè. Cô chú anh chị xem qua cửa nẻo nè. Đó. Keo chỉ là còn thẳng tắp nha. Cam kết bằng văn bản rồi. 65.000 cây. Chính hãng Toyota đơn giản. Tappy nè, đầu DVD. Ghế thì mình đã có ghế da hai màu nha. Đó, lên sẵn hết rồi. Phụ kiện tươm tất, lấy về là đi thôi, không có tốn chi phí gì thêm đâu. Đó, vô lăng còn mới tinh nè. Cô chú anh chị xem cái ghế da, ghế tài nè, là tính cá được nó đúng auto hay không, với lại cái cần số nè. Đó. Về nội thất thì Minh Nhung vẫn sẽ tách ẩm khử mùi diệt khuẩn cho mình để lúc mà nhận xe thì tinh tươm nhất ha. Ở đây mình có trải sàn luôn rồi, rất là đẹp. Đây, keo chỉ là còn nguyên xi. Mình xem cái khoang hành khách phía sau nè, rộng kinh khủng luôn. Đó. Đây cô chú anh chị, băng sau nè, ngồi 3 người. Rồi một cái khoang phía sau nữa, 3 người nữa là cái xe này. Cô chú anh chị mình đi 8 người nha, nhà đông đi thoải mái luôn. Chở hết cả nhà trên một chuyến xe, rất là thoải mái. À, khỏi phải chở 2-3 xe, đi chung cho nó vui. Đó, một cái form xe quá chuẩn chỉnh rồi nha cô chú anh chị, 8 chỗ. Rộng rãi màu bạc này thì đi nó rất là bền màu. Cô chú chị đi ngoài không có sợ quê nha, mà nó lại dễ giữ xe nữa. Dù như là không có ngại mà dơ dơ mình nhìn nó không có thấy rõ ha. Còn như màu trắng thì mình sợ. Còn màu bạc này đi rất là bền luôn. Đây. Phần cốp sau này mình có hai cảm biến lùi nè, camera da. Quay cận cảnh chứ có ở cái gầm để cô chú chị xem cái chất gầm xe như thế nào luôn ha. Đây. Đó. Còn nguyên xi, thẳng tắp mới tinh. 65.000 cây 2019 thì không phải là quá ít nhưng mà cũng không có đi nhiều ha cô chú anh chị. Mình dùng về thì chất lượng là được kiểm tra 176 hạng mục đó, để cô chú anh chị mình yên tâm sử dụng rồi. Gia hạn bảo hành, cam kết bằng văn bản đầy đủ. Nói chung là
lấy về là chị đi thôi, không có phải tốn thêm chi phí dọn xe gì nữa, kiểm tra rồi bảo hành rồi này này kia, chế độ của hãng mà đầy đủ hết cho cô chú anh chị luôn. Để lúc nhận xe là tin tươm nha. Innova E 2019 65.000 cây thì giá đang chào là chỉ có 600, chiếc này để em coi chính xác là 600 mấy, 615 triệu thôi cô chú anh chị. Đó, giá quá chuẩn rồi, xe quá đẹp. Cô chú anh chị nào tìm số sàn đời tầm này, giá hợp lý, xe chất lượng thì đừng bỏ qua mẫu xe này nha, và nhớ gọi cho Dung để được Dung có thể hỗ trợ mình được tốt nhất nha. Còn đây là mẫu Camry 2.5Q 2018 mà Dung mới vừa về chiều hôm nay luôn nha cô chú anh chị. Biển số thành phố Hồ Chí Minh. Ha, form 2018 cực kỳ đẹp luôn. Và cái xe này quá là cọp bởi vì mới đi có 24.000 cây thôi nha cô chú anh chị. Bên Dung đang chào là 923 triệu, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, cô chú anh chị nào ở thành phố thì mình giữ lại biển này đi, tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè. Mình có chén cửa, dán phim, che mưa, đó cũng khá là đầy đủ hết rồi. Đây, cửa nẻo nè, keo chỉ còn y tinh hết nha cô chú anh chị, còn rất là mới ha. Đây, ghế da màu nâu, được đổ rồi, da còn mới tinh nè. Mình xem qua cái phần nội thất nè cô chú anh chị. Đầu DVD, có camera hành trình đó. Ghế da bao rộng luôn, Camry là rộng vô đói rồi. Ở đây, giả gỗ ha. Đó, quay cận với cô chú anh chị xem qua cái động cơ luôn nè. Đây, chỉnh điện nè, ghế da còn rất là mới nè. 2018, 24.000 mấy trăm cây, chưa đến 25.000 cây nữa nha cô chú anh chị. Rất là đẹp. 2.5Q, dòng Q thì dòng cao nhất rồi ha, rất là xịn sò luôn. Phía sau cô chú anh chị xem, phải xem cái nội thất phía sau, nó quá là đẹp đi. Ốp giả gỗ nè, cái này là che mưa, ủa Dung xin lỗi, che nắng theo xe luôn nha. Đây, rồi băng sau nè, nó rất là rộng nha, mình để cái này xuống đây ngồi hai người thì rất là thoải mái. Đẩy cái này lên, bật cái này lên là được ngồi được ba người, quá là thoải mái luôn. Đó, chỉnh ghế ở phía sau nè. Cái khoảng này nó rất là rộng, bởi vì xe Camry thì thường là đánh cho xếp đi, cho nên là cái băng sau nó được chú trọng rất là tỉ mỉ của chú anh chị, ngồi rất là sướng. Cái da Camry nó cũng khác nữa, rất là êm. Và đây cái bàn điều khiển ha cô chú anh chị. Đây, điều khiển chỉnh được ghế nè, nhiệt độ nè, cái rèm che nắng phía sau, âm lượng rồi chuyển bài nữa. Đó, đó là Camry 2.5Q mới có nha. Cái rèm che nắng sau này cô chú anh chị, mát mẻ riêng tư lắm. Đó. Và rất là rộng, rất là sạch luôn. Xe này mới về bên Dung chưa dọn, chưa làm gì hết ha, mà hiện trạng nó rất là mới rồi. 923 triệu nha cô chú anh chị. Chính hãng Toyota Tân Cảng thì cam kết cho mình là không đâm đụng, không ngập nước, và gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây đối với động cơ và hộp số để mình yên tâm sử dụng ha. Mình xem cái form xe nó rất là đẹp, hạng D, phân khúc D nó rộng nhất phân khúc rồi. Và đây bộ mâm nè, mâm đa chấu rất là đẹp luôn. 2018 nha, mới có 20 mấy nghìn cây thôi, chưa đến 25.000 cây, quá là đẹp. Phần đuôi nè, hai ống xả nha. Đó, cảm biến, camera lùi, đầy đủ hết rồi. Nói chung là còn rất là mới luôn, rất là tươm tất. 928 triệu dành cho cô chú anh chị nào thích cái sự sang trọng, đẳng cấp ha, và đầy đủ tiện nghi hết rồi. Đó, vỏ Riston nè cô chú anh chị. Bộ mâm này thật sự đi ngoài đường nhìn nó rất là sang. Keo chỉ cửa nẻo là còn nguyên si nha. Mua xe trong hãng thì thôi khỏi phải bàn về keo chỉ rồi. Chính hãng bên Dung cam kết bảo hành đầy đủ thì mình chỉ có yên tâm sử dụng thôi. Và không có phải tốn tiền thầy thợ gì coi xe hết. Cô chú anh chị bên Dung đã kiểm tra, đã coi cho mình hết rồi. Cái này chỉnh điện nè. Đó, ghế da nè. Ghế nội thất là bên Dung sẽ tách ẩm, khử mùi, diệt khuẩn để cô chú anh chị lúc mà nhận xe thì sẽ thật là tinh tươm nha. Không có lo mùi xe cũ gì hết ha. Rất là mới luôn. Camry 2.5Q 2018 của chú anh chị. 24.000 mấy trăm cây, gần 25.000 cây. Giá đang chào là 923 triệu nha. Cô chú anh chị nào thích xe Camry dòng này, nó đời cao đẳng cấp như thế này thì gọi ngay cho Dung nha. Và nếu như mà đang đi xe nhỏ, xe đời thấp, muốn đổi lên Camry xịn sò này thì liên hệ Dung định giá xe cũ cho mình miễn phí luôn. Thu mua tận nơi mình đổi xe thì sẽ được ưu đãi tốt nhất nha. Nhớ liên hệ với Dung. Còn đây là những mẫu xe có thể giao ngay nha cô chú anh chị, đã Maru xong hết rồi ha, có thể giao ngay luôn. Đầu tiên là Camry 2018 và đây là bản 2.0e nha. 2018 đi 35.000 cây thôi, biển số tỉnh, xe màu đen, thì bên Dung đang giao là 852 triệu.
Còn chiếc 2.5Q cũng 2018 y chang này luôn, mà 2.5Q biển thành phố thì là 923 triệu nha cô chú anh chị. Xe màu đen, thật sự là Camry nó vẫn có một cái đẳng cấp riêng ha, rất là đẹp luôn. Đây là Innova G 2019, xe này đi biển tỉnh, 45.000 cây thôi cô chú anh chị, 700 triệu. Xe này cô chú anh chị đừng thấy cái biển vàng mà ngại nha, bởi vì khách tăng mua xong rồi đi rồi chuyển qua dịch vụ để chuẩn bị chạy dịch vụ á, thì mới đăng ký biển vàng rồi xong á là dịch tới không có chạy được, xong nó qua dịch là bán xe cho bên Nhung luôn, không có chạy được bao nhiêu hết. Cho nên là chuẩn Euro này luôn nha, 45.000 cây, 2019, 700 triệu, số tự động, màu trắng, đi cực kỳ khỏe luôn ha. Còn đây là Fortuner 2.7 máy xăng, số tự động, đời 2018. Xe này thì 61.000 cây và bên Nhung đang chào là 895 triệu nha. Xe màu bạc, biển Sài Gòn à, chất xe rất là đẹp luôn, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Innova G 2019 màu đồng này thì mới bán hồi chiều này, hồi trưa này khách của Dung lên cọc rồi. Chiếc này Dung bán rồi nè, Innova này cũng bán luôn rồi. Đây, còn đây là Vios G 2020, xe này 16.300 cây thôi, đời 2020. Giá đang chào là 542 triệu, màu vàng cát nha cô chú anh chị. Còn một chiếc màu đỏ mới tinh, mới có 10.000 cây, mới vừa về 2019 nha, Dung xin lỗi, thì là 523 triệu. Chiếc này 2020, 542 triệu nha. Bản G, bản cao cấp nhất ha. Đây. Tiếp theo là một mẫu xe hèn Hyundai Elantra bản 2.0 số tự động, xe 2016 full tiện nghi nha cô chú anh chị. Xe 2016 đi 69.000 cây thì giá bên Dung đang chào là 525 triệu. Xe này thì còn thương lượng nè cô chú anh chị ha. Đó. Cái form thể thao rất là đẹp luôn, cái dáng xe của chú anh chị xem nè à, quá là đẹp luôn ha, có cửa sổ trời, mở cửa bằng nút bấm, đèn led. Cái tổng thể cái xe này thiết kế nó lấy ý tưởng như là mấy cái chiếc xe đua của chú anh chị, nên nhìn nó rất là thể thao ha. Form dáng rất là đẹp luôn, số tự động của chú anh chị nhìn form xe nè. Đó, bô đây, mấy cái ống bô này, nhìn quá là ngầu luôn ha, chất chơi lắm. Elantra 4 cảm biến rồi thêm camera lùi bên trong, ghế da, mâm phay hai màu, cửa sổ trời. Đó, đầy đủ hết rồi. Xe 2016 mà tiện nghi đã được trang bị rất là chỉnh chu rồi nha. Và giá chỉ có 525 triệu thôi. Đó, cô chú anh chị nào tìm một mẫu thể thao nè, đó, đi đang bị đầy đủ, giá hợp lý thì đây, 2016 525 triệu. Còn đây là một trải nghiệm đẳng cấp hơn, sang trọng hơn và đáng giá hơn nha. Hyundai Santa Fe 2.2 máy dầu full, bản cao nhất của cô chú anh chị, 2020, 29.000 cây thì giá đang chào là 1.215.000.000, chính hãng Toyota đơn giản nha. Camera da, ghế da, chải sàn, xe này biển tỉnh và hiện tại xe mới không có xe giao cho nên là xe lướt rất là hot luôn nha cô chú anh chị. Đó, mình tìm xe xịn sò thì đây là một mẫu xe rất là đáng để mình cân nhắc nha. Có cửa sổ trời, ghế da, ghế cái kiểu nó rất là thể thao, bốn cái mỏ còn cao vút à. Nói chung là cái xe này chất lượng như là xe mới, được cái là giá hợp lý hơn nè, xe có ngay xe sẵn giao ngay, maru xong hết rồi. Còn chứ anh chị nào thanh toán đủ lấy xe luôn, xe này có hỗ trợ góp 1.215.000.000, Hyundai Santa Fe bản dầu full nha, quá là đẹp. Rồi tiếp theo là mẫu Innova E 2016, xe số sàn biển Sài Gòn, đi 165.000 cây và giá đang chào là 424 triệu. Số 2016 form cũ của chú anh chị, rất là lành tính ha. Xe cái form nó vậy nhưng mà đi hoài nó cũng không có quê. 2016 424 triệu, 165.000 cây nha cô chú anh chị. Đó, quá quen thuộc ha. Còn đây là Fortuner máy xăng 2017, một cầu số tự động, 848 triệu, xe 2017 biển Sài Gòn, đi chỉ có 74.500 cây thôi, phụ kiện cũng đã đầy đủ hết rồi. Xe màu xám lông chuột nhìn rất là sang của chú chị, rất là hay. Đó, cô chú anh chị nào thích xe màu tối nè, đó thì đây mẫu xe rất là đáng để mình cân nhắc nha. Máy xăng là chuyên xe gia đình rồi, đi nó rất là êm, đầm chắc lắm, rất là sướng ha, chuyên gia đình mà. 74.000 cây mua mấy chiếc này không ngại xe dịch vụ nha. Tiếp theo là một mẫu Vios G cũng 2019, xe này đi mới 25.000 cây thôi, màu trắng, thì giá đang chào là 522 triệu nha cô chú chị. Biển số tỉnh ha. Đó, nếu mà thích xe mà bản G nè, Vios này nó bản này là bản cao nhất rồi, đầy đủ tiện nghi,
bên Dung dọn xong hết rồi, lấy về là chị đi thôi, không tốn chi phí gì thêm. Xe lướt mà, đâu khác gì xe mới đâu, quá là xịn sò luôn cô chú anh chị. 2019 522 triệu. Và cô chú anh chị đừng quên bên Dung xe Vios thì bản E, bản đang có bản E và bản G ha. Bản E thì đang có 2 chiếc, một chiếc 219 màu bạc 98.000 cây 396 triệu, một chiếc 219 màu trắng 73.000 cây 412 triệu. Đó là hai chiếc Vios E số sàn. Còn bản G số tự động đây thì bên Dung đang có 3 chiếc màu trắng, màu đỏ và màu nâu vàng. Nên cô chú anh chị nào tìm Vios thì cũng nhớ gọi cho Dung nha. Xe đang nhiều nên giá cả được tốt nè, và có nhiều xe để mình dễ dàng lựa chọn nha. Còn khu vực phía trước này á, là khu vực trưng bày xe mới của chú anh chị. Những cái xe nè chưa có biển số này là xe mới ha. Bên Dung cũng đang có nhiều mẫu xe có thể giao ngay để cô chú anh chị mình đặc biệt á, là sẽ ưu đãi cho cô chú anh chị nào đang muốn đổi xe cũ lên đời xe Toyota mới thì sẽ được hỗ trợ về giá nè. Đó, giá thu vào cũng sẽ cao hơn, rồi sẽ hỗ trợ xe sớm nhất có thể cho mình nha. Và đừng quên bên Dung có mẫu hay ắc này, xe cá mập. Xe này bây giờ chỉ có bên Dung mới có thôi, và giá đang có ưu đãi cực kỳ tốt, nên nếu mà mình có nhu cầu thì nhớ gọi cho Dung nha. Đây sơ sơ là mấy mẫu này là có thể giao ngay nè, ở trước này Dung còn. Còn đây là mấy mẫu xe mới ha. Chiếc này là Atis 1.8G nè cô chú anh chị, màu xám xanh mới nè, rất là hay. Đây là Avanza Remio ha, bản G á. Đó, xe mới ra mắt gần đây. Này là Vios bản G rồi S, bản thể thao, bản cao nhất ha. Còn đây là Atis bản V. Đó, xe rất là đẹp luôn. Dung cá nhân Dung thì Dung rất là thích Atis ha, bởi vì nhìn rất là thể thao, rất là hay. Thiết kế rất là đẹp nữa. Quá chuẩn rồi. Đó, xe mới cũng đang rất là nhiều nha, rất là dễ cho cô chú anh chị lựa chọn. Fortuner xe mới nè, Vios mới nè. Còn chiếc này là 2.7 2 cầu số tự động 209 432 triệu 187.000 cây nha. Bên Dung đang có 209, 210 và 211 đối với bản máy xăng số tự động 2 cầu. Những phiên bản này thì giá còn thương lượng tốt do đang có nhiều xe nha. 2.7 máy xăng 2 cầu số tự động. Đây xe này 210, 230.000 cây 442 triệu, đúng chất xe, đúng km như vậy luôn nha cô chú anh chị. Bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây đối với động cơ và hộp số để mình yên tâm sử dụng. Cho nên là mua mấy cái xe đời sau này mạnh mẽ, bền lắm. Và mua trong hãng thì yên tâm về chất lượng rồi, nên không phải bàn nhiều nha. Đó, một vài mẫu xe mà có sẵn giao ngay. Và những cái xe đang cực kỳ hot mà bên Dung đang có, Dung xin nhắc lại là Innova E 2019, 2020, 2020 phân cũ và 2020 phân mới nè. Camry 2.0, 2.5, 2018 màu đen, Vios E số sàn, Vios G. Đó, những mẫu đó là những mẫu rất là được khách hàng ưa chuộng mà bên Dung đang có xe sẵn giao ngay. Xe rất là đẹp luôn, giá cũng cực kỳ tốt, nên cô chú anh chị nào tìm xe thì nhanh chóng gọi cho Dung số điện thoại 0888 224 668 để Dung hỗ trợ mình được tận tình nhất nha. Và nhớ giúp Dung là bên Dung đang rất là cần mua xe đã qua sử dụng tất cả các hãng luôn, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Ở đâu bên Dung cũng sẽ đi đến tận nơi để thu mua xe cho cô chú anh chị. Hai mọi thủ tục đều hỗ trợ nhanh chóng nhất để mình nhận được tiền ngay. Xe vay ngân hàng thì bên Dung sẽ hỗ trợ xóa giải chấp luôn. Đó, không phải lo gì cả, bên Dung sẽ tư vấn mọi giấy tờ thủ tục đều lo hết. Cô chú anh chị chỉ cần đồng ý giá, đó, ký tên là mình nhận được tiền nha. Rồi, định giá xe cũ miễn phí luôn. Nếu mình đang muốn xe, muốn bán mà không biết bán bao nhiêu thì gửi thông tin qua Dung định giá miễn phí cho, để mình có một cái mức giá để mình cân nhắc nè, mình so sánh cho nó dễ nha cô chú anh chị. Số điện thoại quen thuộc của Dung 0888 224 668 nha. Liên hệ Dung để được hỗ trợ tốt nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.